Ok anh em, nhân tiện câu chuyện là giỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và mùng 1 tháng 5 kỷ niệm luôn 10 năm Trung Quốc kéo giàn khoan 981 vào sâu trong biển Đông của Việt Nam, vào gần với đất liền của Việt Nam, và lúc đó đã có va chạm rồi nha. Đấy. Ngày mùng 1 tháng 5 năm 2014 là Trung Quốc kéo giàn khoan 981 vào sâu trong biển Đông Việt Nam, và lúc đó là tưởng quánh nhau rồi đấy, đã có va chạm rồi đấy, đã có phun vòi rồng các thứ ở trên biển đấy, đã choảng nhau một ít rồi đấy, chưa nổ súng thôi nhưng mà sẵn sàng chiến đấu ấy. Đấy, nhưng mà đấy thì nó cũng chỉ giảm tí này thôi, 2-3 phiên xong lại lên. Đấy, anh em thấy đây là cái giai đoạn đấy này, đấy, thế xong lại lên thôi, đang trong đà tăng mà. Thì ở cái giai đoạn đó ấy, là tưởng đánh nhau cả thế giới nó đang chuẩn bị xem Việt Nam Trung Quốc đánh nhau ấy, giống như kiểu bây giờ này, Iraq Iran các thứ rồi là Nga nghiếc các thứ đấy, lúc đó là thế giới nó đang xem chuẩn bị xem mình đánh nhau tiếp này, tưởng Việt Nam chiến tranh tiếp này. Lúc đó là anh em đi bộ đội năm 2013 2014 là cảm nhận được mùi gọi là báo động liên tục như thế nào, đúng không? Súng là đã sẵn sàng, đạn thật đã trang bị trong súng rồi nhá. Bạn bè mình lúc đó là vẫn còn đang ở trong quân đội, còn mình thì ra ra quân rồi và mình sang bên Đài Loan làm việc rồi. Thì lúc đó là 7 giờ sáng ấy, là bên đó nó họp. Đấy, họp các anh em Việt Nam lại xong là để xem họp đấy, để xem là anh em mình có xin về không ấy, xem có ai về không, về để đánh nhau ấy. Tại vì chúng nó cũng không biết luật của Việt Nam đâu, nó chỉ biết là Việt Nam là toàn dân kháng chiến thôi, toàn dân đấy đánh nhau chứ không phải là mỗi bộ đội chính quy đánh nhau mà toàn dân đánh nhau. Thế nó cũng họp bọn mình, họp nó hỏi là tụi mày có về không ấy, về đánh nhau không ấy. Đấy, thế lúc bọn mình còn đang nghĩ nghĩ thì nó bảo luôn là thôi chúng mày đừng về. Đấy, ở lại làm. Đấy, nó thứ nhất là nó cũng lo rủi ro cho mình, thứ hai là chúng nó không có người để làm, mà ảnh hưởng công việc chúng nó, thế nó cũng bảo thế, là thôi chúng mày đừng về. Đấy, thì đây là chính cái giai đoạn này này, không vấn đề gì hết. Thấy chưa? Mùng 1 tháng 5 nó kéo sang Việt Nam nó tưởng đánh nhau tiếp này, anh em nhớ cái giai đoạn đấy không? Đấy, bây giờ còn đang đánh nhau bên kia, bên Trung Đông thì năm nào chả đánh nhau, mà anh em còn hoảng loạn làm cái gì, có cái gì đâu mà hoảng. Và khi đó là nó đi sideways đấy nha, trước đấy đã nó tăng ầm ầm này, ví dụ đây là con Vinamilk đấy, nó tăng ầm ầm bây giờ tăng từ 3.000 lên 30.000 đến 40.000 rồi, nó tăng từ 4.000 lên 40.000 đấy chưa. Đấy, thế xong nó đi ngang ngang, nó đi sideways này, và nó chỉ chỉnh mấy phiên này thôi, sell in mây rồi là ở Biển Đông đấy, tưởng đánh nhau ấy, thì nó chỉ chỉnh mấy phiên thôi, xong lại đi ngang, xong lại lên tiếp. Đấy, xong lại lên tiếp nhé. Thấy chưa? Xong lại lên tiếp. Hay là cô tích công này chẳng hạn này. Cái giai đoạn đấy anh em chỉ có bơm tiền đâu, anh em cứ xoay quanh câu chuyện lãi suất rồi là bơm tiền chẳng hạn. Covid bơm tiền, nhưng mà giai đoạn đấy làm gì có bơm tiền, làm gì có Covid, làm gì được bơm tiền đâu mà. Đây, giai đoạn đấy rồi. Thấy chưa? Ví dụ con này đi, cô thích công mà nó xây dựng cái tòa nhà Landmark 81 ấy. Cuối 2012 nó tăng từ 10.000 đến tháng 4 2014 nó tăng lên 30.000, từ 10.000 lên 30.000. Đấy, thế xong là nó chỉ chỉnh mấy phiên này thôi, xong lại tích lũy đi sideways như này, đúng không? Đây, đi lên rồi nha, xong là tích lũy sideways này. 2014 15 nó sideways như này. Thế xong lại lên tiếp. Đấy, lên chóng mặt luôn. Thấy chưa? Xong lại lên tiếp nữa. Thì cái giai đoạn bây giờ nó cũng thế nha, nó chỉ chỉnh thế này thôi, xong đi sideways như này này, xong rồi nó lại lên tiếp. Anh em đừng quá lo, khi mà anh em đã có một cái vị thế tốt rồi cứ giữ lấy, đừng có bán, kệ nó, đừng có bị mấy đứa ất ơ ngoài kia cuối cùng là nó bảo là đao chen các thứ, cuối cùng là mất hàng đấy. Anh em mua được vị thế tốt rồi thì giữ lại, được chưa? Chứ còn vị thế tốt năm 2022 rồi ấy, 2023 thì giữ lại nữa, đừng có bán. Thế còn câu chuyện anh em mua, mới mua ngày hôm qua kiểu như trên này này thì mới phải lo ấy. Chứ còn nếu mà mua tít thế này thì lo làm gì, mua mua tít thế này thì lo thì kệ nó nhá. Giai đoạn bây giờ này như thế đấy.
đừng quá lo, kệ nó cứ xoay quay lòng vòng này, xong một thời gian nó lại lên, đừng sợ kệ nó nhá, không là cẩn thận là bị mấy đứa nó còn non, nó mới ra trường ấy, đang tuổi dậy thì cảm xúc còn đang lẫn lộn, trải nghiệm thì chưa có, chỉ có mỗi kiến thức đi học sách vở thôi, cuối cùng là nó cứ hô hào nay thế này mai thế kia, bởi vì cảm xúc của nó vẫn còn lẫn lộn ấy. Tức là anh em là hoảng quá, nghe hoảng quá là sợ nó mất hàng. Và cái này nó cứ lặp đi lặp lại thôi. Chứ còn thì trước đấy cho nên giai đoạn trước Covid này làm gì có bơm tiền đâu, mà làm gì được bơm tiền thì đợt Covid đâu, thì sao nó vẫn tăng như này đó. Suốt ngày rồi CPI rồi là US30 các kiểu này, giai đoạn đấy nó liên quan gì đâu, sao nó vẫn lên. Nên là cái vấn đề là anh em không biết, không trải nghiệm, không biết, thế nên là thành ra mới hoảng loạn. Là Đức Phật nói rồi, do vô minh, là con người ta vô minh nên mới sinh ra đau khổ đấy. Đừng có sợ cái giai đoạn như thế này. Chiến tranh thì bên Trung Đông năm nào nó chả đánh nhau, bọn Syria, Iraq, Iran lúc nào chả đánh nhau, cái bọn dầu mỏ đấy lúc nào chả đánh nhau, chưa thấy năm nào nó được bình yên cả. Các bạn đừng có quá bận tâm về cái câu chuyện của bọn nó, ngay cả mình đây còn chuẩn bị đánh nhau đây, nó còn không 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 hề hấn gì hết, mình đây còn chuẩn bị đánh nhau đây là còn chả vấn đề gì, nói gì cái bọn là ất ơ bọn tận đâu ấy. Các bạn cứ hoảng loạn làm gì đâu, và do cái mình không biết, nó giống như bọn trẻ con ấy, các bạn không biết nó hoảng loạn là do giống như bọn trẻ con ấy, khi mà nhìn vào trong bóng tối kìa, là nó không biết, nó không biết là trong đấy có cái gì, thế mình cứ dọa nó con ngáo ộp, thế là nó sợ, đúng không? Là bởi vì nó không biết đấy, nên là anh em mình đã biết rồi nhá, có thông tin rồi nhá, nên là đừng có quá lo lắng, sau này tương lai sau này anh em khi gặp phải là cũng đừng có quá lo lắng, để nó chả ảnh hưởng gì đâu, tập trung vào cái doanh nghiệp của mình, bởi vì đây là cũng giai đoạn vừa mới thoát khỏi cái đợt suy thoái 2008, khủng hoảng năm 2008. Đấy, và nó cũng đang tăng đi lên bây giờ thế thôi, thế từ 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 nó đi lên nhá, anh em cứ bình tĩnh, có những mã nó cắm đầu rồi nhưng có mã nó có đi lên đâu, ví dụ như Vinamilk chẳng hạn, giai đoạn này nó bơm tiền các kiểu nó có lên được, nó cắm đầu không à. Đấy, đây là giai đoạn này này, đấy bơm tiền đây nhưng mà nó không lên được, nó chỉ loằng ngoằng thôi, là chả liên quan gì đến mấy cái câu chuyện kia đâu, nó chẳng có chiến tranh thì chỗ này đến giai đoạn này nó giảm rồi mà, hết chu kỳ rồi đúng không, nó chả có chiến tranh thì nó vẫn giảm mà, nó chẳng bơm tiền nhiều như thế mà nó vẫn giảm mà đó, nên anh em phải đánh giá vào cái cổ của mình nhá, không ảnh hưởng gì đâu, chỗ này thì có chiến tranh đâu tại sao nó vẫn giảm, đây này từ 2018 giờ này bơm tiền nhiều như thế mà tại sao nó vẫn giảm, nên anh em phải đánh giá kỹ vào cái mã của mình nha, đừng quá quá nặng nha, đừng quá nặng những cái linh tinh kia, do anh em không có kinh nghiệm ấy, nên mới hoảng loạn đấy nha, xin chào và gặp lại anh em.